Ngày mùng 2 tháng 3, Công an huyện Iagrai, tỉnh Gia Lai đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Ngọc Hiếu, 20 tuổi, ngụ thị trấn Ia Kha, huyện Iagrai về hành vi giao cấu với người chưa thành niên theo khoản 2 điều 145 Bộ luật hình sự. Thông tin ban đầu, Hiếu có quan hệ yêu đương với nữ sinh VTML, học lớp 10, trường Trung học phổ thông Huỳnh Thúc Kháng, huyện Iagrai và hai người trốn nhà rủ nhau đi chơi nhiều ngày. Do gia đình mất liên lạc, nghĩ cháu L mất tích nên trình báo cơ quan chức năng truy tìm. Trước đó vào hôm 25 tháng 2, công an huyện Iagrai nhận được tin báo của gia đình ML về việc nữ sinh này nhắn tin cầu cứu rồi sau đó không liên lạc được. Đến ngày 26 tháng 2, gia đình đã tìm thấy ML tại một phòng trọ của một bạn nữ khác tại thị trấn Iakha, huyện Iagrai. Công an huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An cho biết, đơn vị đã lập hồ sơ xử lý hành chính 2,5 triệu đồng đối với ông BVT, sinh năm 1979, trú tại xã Hưng Thịnh, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An, về hành vi trộm cắp tài sản. Trước đó, khoảng 11 giờ ngày 25 tháng 2, ông BVT cùng các thành viên trong tổ chức thuộc ban quản lý đền ông Hoàng 10 làm nhiệm vụ thu tiền công đức người dân đặt lễ bỏ vào hòm công đức. Quá trình thu tiền tại gian nhà trung điện, ông T đã lấy trộm 1 triệu đồng bỏ vào hộp bánh, sau đó mang về cất giấu trong phòng bảo vệ. Hành vi trộm tiền công đức của ông T bị nhiều người phát hiện quay video. Ngay sau đó, công an huyện Hưng Nguyên đã có mặt kịp thời tiến hành xác minh, làm rõ. Làm việc với công an, người đàn ông thừa nhận hành vi nộp lại tiền. Trước sự việc này, Ủy ban nhân dân huyện Hưng Nguyên tỉnh Nghệ An đã đình chỉ công tác với hai người thuộc ban quản lý đền ông Hoàng 10, lắp camera giám sát tại nơi đặt thùng niêm phong nguồn tiền công đức. Khoảng 17 giờ 30 phút hôm 29 tháng 2, công an phường Hàng Gai, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội nhận được trình báo của anh VCH, 34 tuổi, trú tại thành phố Hồ Chí Minh, trong đơn thể hiện, khoảng 15 giờ cùng ngày, anh này đi xe taxi từ phố Huế ra hàng bông, phường Hàng Gai để mua quà làm kỷ niệm và chuẩn bị bay vào thành phố Hồ Chí Minh. Trên đường đi, anh Hát có cầm theo một túi tiền, bên trong chứa 105.000 đô la Mỹ và để ở bên cạnh ghế ngồi. Sau khi mua hàng ở phố Hàng Bông, anh Hát tiếp tục di chuyển và khoảng 20 phút sau mới phát hiện túi tiền đã mất. Anh Hát đã quay trở lại tất cả những nơi đã đi qua để tìm kiếm nhưng không có kết quả nên đã đến công an phường trình báo. Thiếu tá Trần Hồng Nhật, Phó trưởng Công an phường Hàng Gai đã chỉ đạo tổ cảnh sát hình sự do đại úy Hồ Trọng Nghĩa làm tổ trưởng, khẩn trương giả soát toàn bộ camera dọc tuyến anh hát đi qua. Qua đó xác định lúc xuống khỏi xe taxi, người đàn ông đã làm rơi túi tiền xuống đất và có một người phụ nữ đi xe đạp nghi làm nghề thu mua phế liệu nhặt được và rời đi. Số tiền lớn lại không rõ lai lịch người đã nhặt được. Ngay trong tối 29 tháng 2, chỉ huy công an phường đã chỉ đạo tất cả cán bộ chiến sĩ có mặt tại đơn vị tỏa đi các hướng trích xuất dữ liệu để xác định hướng đi của người phụ nữ nhưng cũng không có kết quả. Sáng mùng 1 tháng 3 năm 2024, với sự quyết tâm cao nhất, cán bộ chiến sĩ công an phường tiếp tục tỏa đi các hướng, tìm kiếm tất cả những người bán hàng rong, thu mua phế liệu, đồng nát để hỏi về tung tích người phụ nữ. Cho đến 11 giờ cùng ngày, công an phường Hàng Gai nắm được thông tin người phụ nữ đó nhiều khả năng đang ở trọ tại khu vực ga Hà Nội nên đã tổ chức ra soát. Quá trình truy tìm các nhà trọ quanh ga Hà Nội cuối cùng xác định người phụ nữ là chị NTM, 50 tuổi, làm nghề thu mua phế liệu. Khi thấy cán bộ công an phường đến tận nhà trọ tìm, chị M rất bất ngờ. Sau khi xem lại hình ảnh do cơ quan công an cung cấp, chị M bất ngờ hơn vì khi nhặt được, người phụ nữ này nghĩ đó là tiền âm phủ nên vấn đề trỏng trơ ở xe đạp. Chị M cũng đã bàn giao lại cho công an phường Hàng Gai số tiền còn nguyên đai nguyên kiện. Nhận lại được tiền, anh Hát rất xúc động và cảm kích trước sự nhiệt tình, tận tụy hết mình của cán bộ chiến sĩ công an phường cũng như sự tử tế, chất phác của chị M. Công an huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai đang phối hợp với lực lượng chức năng xác minh nguyên nhân vụ tai nạn trên đoạn đường dẫn vào trạm dừng chân cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Giây, khiến một người tử vong, 12 người bị thương. Theo thông tin ban đầu, khoảng 5 giờ ngày 2 tháng 3, xe khách dừng nằm biển số 51B 22541 do tài xế PVC 55 tuổi, ngụ huyện Phong Điền Cần Thơ điều khiển di chuyển trên đường dẫn vào trạm dừng nghỉ cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây tại km 41 hướng phải tuyến thuộc ấp 5 xã Sông Nhạn huyện Cẩm Mỹ. Trong lúc di chuyển, bất ngờ chiếc xe khách đâm vào phía sau xe đầu kéo biển số 29C 80565 do tài xế NTT 44 tuổi ngụ Hà Nội điều khiển chạy cùng chiều phía trước. Cú đâm mạnh khiến đầu chiếc xe khách biến dạng hư hỏng nặng. Tài xế PVC bị thương nặng, được đưa đi bệnh viện cấp cứu nhưng sau đó đã tử vong. Ngoài ra, 12 người trên xe khách giường nằm bị thương nhẹ đang được điều trị tại bệnh viện Đa khoa khu vực Long Khánh Đồng Nai. Nhận được tin báo, công an huyện Cẩm Mỹ nhanh chóng có mặt tại hiện trường, phối hợp với các đơn vị chức năng khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn. Vừa qua, đại diện công an phường Phúc Đồng, quận Long Biên, Hà Nội cho biết, đơn vị đang xác minh vụ người phụ nữ đi xe máy bị hai người đàn ông cùng chiều đạp mạnh. Liên quan vụ việc, lãnh đạo công an quận Long Biên cho hay các đơn vị nghiệp vụ đang trích xuất camera truy tìm danh tính hai người đàn ông đi xe máy có hành vi trên. Thời điểm xảy ra vụ việc, mạng xã hội chia sẻ đoạn video ngắn từ camera hành trình ghi lại hình ảnh người phụ nữ đi xe máy trên đường Chu Huy Mân, phường Phúc Đồng. Khi đi đến đoạn vòng xuyến khu Vinhomes Riverside, người phụ nữ này bị hai người đàn ông đi trên một xe máy tạt đầu. Sau đó, hai người đàn ông này chửi người phụ nữ, kẻ cầm lái đã đạp vào xe máy do người phụ nữ điều khiển làm nạn nhân loạn trọng đoạn video khiến dư luận phẫn nộ, nhất là thời gian gần đây liên tiếp xảy ra hành vi côn đồ khi tham gia giao thông. Trước đó, một vụ việc tương tự xảy ra vào hôm 27 tháng 2, Công an quận Hai Bà Trưng, Hà Nội tạm giữ Trần Văn Hiệp, 38 tuổi và Trịnh Thịnh, 44 tuổi để điều tra vụ lái xe máy chặn đầu đánh tài xế ô tô ở đường Vành Đai 2 trên cao. Theo đó, khoảng 16 giờ hôm 25 tháng 2, Trần Văn Hiệp lái xe máy SH màu cam chở theo Trịnh Thịnh lên đường Vành Đai 2 trên cao hướng cầu Vĩnh Tuy đi ngã tư sở và chạm với ô tô của chị NPTA, 28 tuổi, trú tại Long Biên, Hà Nội. Khi đến đoạn phía trên cầu Mai Động, hai kẻ này lạng lách tạt đầu, đập vào ô tô của chị NPTA rồi chửi bới. Không những vậy, Hiệp và Thịnh còn liên tục lái xe máy, tạt đầu các ô tô đi cùng chiều. Xe nào bấm còi thì bị họ đạp vào xe, đấm vào kính hoặc lái xe máy lên trước đầu ô tô rồi phanh gấp. Đỉnh điểm của sự việc khi một xe con đi cùng chiều vượt lên hai người đi xe máy này liền chửi bới, chặn xe và hành hung tài xế ô tô. Tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh vừa tuyên phạt bị cáo Đặng Thị Hàn Ni 18 tháng tù và bị cáo Trần Văn Sĩ 2 năm tù cùng về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân. Trong vụ án này, hai bị cáo Hàn Ni và Sĩ đều là luật sư. Từ đây, nhiều thắc mắc về hệ quả pháp lý liên quan đến nghề luật sư sau khi bị kết án là gì? Về vấn đề này, theo luật sư Trịnh Văn Hiệp, Phó Chủ nhiệm Đoàn Luật sư tỉnh Quảng Nam, Điều 5, 10 Luật Luật sư 2006 sửa đổi bổ sung 2012 thì một trong những nguyên tắc hành nghề luật sư là phải tuân thủ hiến pháp và pháp luật và tiêu chuẩn luật sư phải là công dân Việt Nam trung thành với Tổ quốc, tuân thủ hiến pháp và pháp luật. Cạnh đó, Điều 85 Luật Luật sư năm 2006 và Điều 42 Điều lệ Liên đoàn Luật sư Việt Nam quy định luật sư có hành vi vi phạm quy định của pháp luật về luật sư điều lệ Liên đoàn Luật sư Việt Nam, nội quy đoàn luật sư, bộ quy tắc đạo đức và ứng xử nghề nghiệp luật sư Việt Nam và các quy định khác của Liên đoàn Luật sư Việt Nam. Đoàn luật sư thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý kỷ luật bằng một trong các hình thức sau. Khiển trách, cảnh cáo, tạm đình chỉ tư cách thành viên đoàn luật sư từ 6 tháng đến 24 tháng, xóa tên khỏi danh sách luật sư của đoàn luật sư. Trong đó, luật sư thuộc trường hợp bị kết án mà bản án đã có hiệu lực pháp luật thì đương nhiên bị ban chủ nhiệm đoàn luật sư xử lý kỷ luật bằng hình thức xóa tên khỏi danh sách luật sư của đoàn luật sư mà không phải theo thủ tục xử lý kỷ luật luật sư quy định tại khoản 5 điều 42 điều lệ liên đoàn luật sư Việt Nam. Vì vậy, đối với luật sư bị cơ quan điều tra khởi tố bị can thì sẽ bị tạm đình chỉ tư cách thành viên đoàn luật sư, đình chỉ hành nghề theo điểm A khoản 1 điều 32 quyết định số 50 quy đề HDLSTQ ngày 8 tháng 3 năm 2023 về quy chế giải quyết khiếu nại, tố cáo, xử lý kỷ luật của Hội đồng Luật sư Toàn quốc. Và nếu sau đó họ đã bị tòa án xét xử và kết án bằng bản án đã có hiệu lực pháp luật, thì ngoài việc bị thu hồi chứng chỉ hành nghề luật sư, theo Y khoản 1 điều 18 của luật luật sư, còn đương nhiên bị ban chủ nhiệm đoàn luật sư xử lý kỷ luật bằng hình thức xóa tên khỏi danh sách luật sư của đoàn luật sư mà không phải theo thủ tục xử lý kỷ luật của luật luật sư. Về việc sau khi chấp hành xong bản án thì luật sư đó có thể hành nghề luật sư được hay không? Theo luật sư Hiệp, theo điểm D, khoản 4 điều 17 luật luật sư năm 2006 sửa đổi bổ sung năm 2012, nếu một luật sư đã bị kết án mà chưa được xóa án tích về tội phạm do vô ý hoặc tội phạm ít nghiêm trọng do cố ý hoặc đã bị kết án về tội phạm nghiêm trọng do cố ý, tội phạm rất nghiêm trọng do cố ý, tội phạm đặc biệt nghiêm trọng do cố ý, dù được xóa án tích cũng sẽ không được cấp chứng chỉ hành nghề luật sư và đương nhiên không thể hành nghề luật sư.